nguy hiểm. Không thật sự chính xác trong việc chọn điểm rơi. Một cú đá bóng bằng lòng trong chân phải, bóng đi rất xoáy. Hồng Duy vẫn còn. Hồng Duy, Phan Văn Đức, khoảng trống đã xuất hiện. Quả đá phạt góc cho những pha phối hợp mở cánh trái luôn là một trong những miếng tấn công. Quang Hải lò xo để bây giờ anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá lập tung lưới của Yemen. Không phải là cầu vồng trong tuyết, nhưng tác phẩm này cũng là một đường cong mỹ miều và nó xứng đáng nhận điểm. Người tung vào sân bên phía Yemen là Abu Amey, cầu thủ áo số 5. Không vào! Đó là Ansorari. Khi chúng ta cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thì có nghĩa là khung thành của chúng ta cũng phải đối diện thêm với những thách thức. Phan Văn Đức! Phan Văn Đức! Phan Văn Đức đã gỡ thắng cho Penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Là Quang Quế Ngọc Hải thậm chí đã bị bầm mắt. Lấy hết sự tập trung. Quang Hải mang về cho chúng ta lợi thế dẫn bàn. Quang Hải và bây giờ là Quế Ngọc Hải với một sự lạnh lùng xuất sắc. Và cả hai đều đến từ những tình huống cố định. Một nhịp lừa thủ môn đối phương và cái cách